với mục tiêu đẩy mạnh xúc tiến tiêu thụ quả vải thiều tỉnh Bắc Giang ở thị trường trong nước và quốc tế trong điều kiện ảnh hưởng của dịch COVID-19. Mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang đã phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức hội nghị trực tuyến xúc tiến tiêu thụ vải thiều năm 2020. Hội nghị có sự tham gia của hơn 300 đại biểu ở điểm cầu chính Bắc Giang, 2.200 đại biểu tại 61 điểm cầu ở các tỉnh, thành phố trong cả nước, cùng 4 điểm cầu tại Côn Minh, Hà Khẩu, Nam Ninh và Bằng Tường, Trung Quốc. Bộ Công Thương cho biết, việc hỗ trợ địa phương và doanh nghiệp luôn được coi là nhiệm vụ trọng tâm của Bộ. Thời gian qua, Bộ đã tích cực cùng các bộ ngành địa phương, tổ chức quốc tế, các hiệp hội ngành hàng, ngành nghề và doanh nghiệp triển khai nhiều giải pháp đồng bộ về phát triển thị trường. Trong số các giải pháp này, Bộ Công Thương đặc biệt chú trọng hoạt động giao thương, kết nối cung cầu, chủ động đưa nông sản Việt Nam vào hệ thống phân phối đa dạng tại nội địa và quốc tế, gắn kết việc tạo nguồn hàng ổn định thông qua các chương trình lớn của Chính phủ, của Bộ Công Thương để thúc đẩy sản xuất trong nước phát triển theo quy mô lớn, nhằm đem lại lợi ích cho người sản xuất và người tiêu dùng. Bộ Công Thương cũng đẩy mạnh phối hợp, hỗ trợ tỉnh Bắc Giang thực hiện các hoạt động xúc tiến tiêu thụ quả vải ở thị trường xuất khẩu thông qua các hình thức kết nối giao thương trực tuyến, như kết nối với các nhà nhập khẩu Trung Quốc, quảng bá trực tuyến tới các đầu mối mua hàng tại Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc. Cùng ngày diễn ra hội nghị, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Bắc Giang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã dự lễ cắt băng xuất hành những xe vải đầu tiên đi tiêu thụ tại thị trường trong nước và quốc tế.